Xin chào mừng anh em quay trở lại với Ngược Dòng Lịch Sử. Tôi là Mr. Sui, người sẽ kể cho anh em nghe những câu chuyện hấp dẫn nhất trong lịch sử Việt Nam. Trường hợp người từng giữ chức vụ cao trong bộ máy nhà nước, từng đóng góp không ít công lao cho Tổ quốc nhưng sau đó lại quay xe trở thành kẻ phản bội, bị người đời căm hận không phải là ít. Hôm nay, Ngược Dòng Lịch Sử sẽ kể cho anh em nghe về Hoàng Văn Hoàng, một nhân vật sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng lại chết bên Trung Quốc, mộ cũng đặt tại Trung Quốc luôn vì không còn đường mà trở về Việt Nam nữa. Đối với Việt Nam, cái tên Hoàng Văn Hoàng đã bị xóa sổ trước khi nước ta kết án tử hình vắng mặt về hắn. Đầu đuôi hành trình từ một người chức cao vọng trọng trở thành tên phản quốc của Hoàng ra sao? Mời anh em xem video ngày hôm nay sẽ rõ. Hoàng Văn Hoàng cùng quê với Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hoàng tham gia cách mạng khi mới 19 tuổi. Hoàng Văn Hoàng vinh dự được đi nhiều nơi, giữ nhiều chức vụ như ủy viên trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Sim ở Thái Lan, là một trong những người thành lập Việt Nam độc lập, vận hành đồng minh hội. Năm 1941, ông được phái đi Long Châu, lập biện xứ sự của đồng minh ở Long Châu, rồi lại về tỉnh Tây cùng với những tên tuổi hàng đầu làng cách mạng như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Thiết Hùng, Cao Hồng Lĩnh và một số người trong nước công khai hoạt động với danh nghĩa Việt Minh mới được thành lập trong nước. Tháng nào năm 1941, ông về bác bỏ tham gia Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 và được chỉ định làm ủy viên tổng bộ Việt Minh. Hoàng Văn Hoàng cũng là người có tài cán, có lý tưởng nên đã kiêm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước như ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chính trị viên vệ quốc quân toàn quốc. Theo sắc lệnh SL-53 ngày 24 tháng 4 năm 1946, ông thay Hoàng Đạo Thúy làm cục trưởng cục chính trị cho tới cuối năm đó. Từ năm 1950 đến năm 1957, Hoàng Văn Hoàng làm đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Trung Quốc, kiêm đại sứ Triều Tiên và Mông Cổ. Có lẽ vì tiếp xúc với Trung Quốc quá nhiều và có gì đó hợp rơ trong tư tưởng, nên dần dần Hoàng u mê Trung Quốc lúc nào không hay. Năm 1951, ông được bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và từ năm 1956 đến năm 1976 là ủy viên Bộ Chính trị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 1 năm 1958, Hoàng Văn Hoàng được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Ủy ban Thường trực Quốc hội, đồng thời làm chủ nhiệm Ủy ban Dự thảo Pháp luật Quốc hội. Ông làm Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đến năm 1979. Sau năm 1975, sự khác biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam về vấn đề Campuchia và chủ quyền tại Hoàng Sa bị đẩy lên đến đỉnh điểm và không thể hàn gắn. Hoàng Văn Hoàng cho đó là âm mưu biến Việt Nam thành một nước bá chủ ở Đông Dương và ở Đông Nam Á của Lê Duẩn và làm cho Hoàng Văn Hoàng không thể đóng vai trò trung gian thành công. Hoàng lại có mối quan hệ mập mờ với Trung Quốc, uy tín của ông trong mắt mọi người cũng không còn như trước. Năm 1976, Hoàng Văn Hoàng bị cho ra khỏi ban chấp hành Trung ương Đảng vì không còn được Bộ Chính trị tín nhiệm nữa. Năm 1979, trong một chuyến đi sang Đông Đức chữa bệnh, ông đã bỏ trốn tại sân bay Karachi tại Pakistan vào ngày 11 tháng 6 năm 1979, rồi sang Trung Quốc. Đó là thời điểm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc căng thẳng và chiến tranh biên giới Việt-Trung vừa xảy ra hồi đầu năm. Tại Bắc Kinh, ông vừa họp báo ủng hộ cuộc tấn công của Trung Quốc, đổ lỗi trách nhiệm chiến tranh là do chính sách của Lê Duẩn, tuyên bố chính quyền Việt Nam đã đối xử với người Việt gốc Hoa còn tệ hơn cả Hitler đối xử với người Do Thái. Sau sự kiện bỏ trốn, ông bị Việt Nam kết án tử hình vắng mặt và trở thành biểu tượng của sự phản bội. Khi đã lưu vong ở Trung Quốc, Hoàng Văn Hoàng, nhân vật có chức quyền khi còn ở Việt Nam, đào thoát ra quốc tế và thoải mái sáng tạo văn chương bằng những câu chuyện không ai chứng thực. Hắn nói rằng sau đại chiến Việt Trung, có tới 300.000 đảng viên thân Trung Quốc bị phe thân Liên Xô của Lê Duẩn vô hiệu. Một cuộc thanh trừng nội bộ quả đã diễn ra trong năm 1979 tới năm 1980. Nhưng tất nhiên, những điều trên được bịa đặt từ miệng của một kẻ phản bội Tổ quốc, một kẻ sẵn sàng lên tiếng ủng hộ đất nước 5 lần 7 lượt phát động chiến tranh, muốn nuốt chửng quê hương ta, thôn tính đồng bào ta thì liệu có đáng tin hay không? Hắn ở nước ngoài vẫn luôn thào thào bất tuyệt về sự đóng góp và các công lao của mình cho phong trào Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng những điều đó không làm cho tội lỗi của hắn được giảm nhẹ. Mặc dù là thành viên thứ 13 trong ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1956 và sau này vào Bộ Chính trị, nhưng Hoàng không thuộc vào nhóm lãnh đạo chủ chốt nhất. Vị trí cao nhất mà ông từng giữ là Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội và không nằm trong ban bí thư quyền lực. Kết quả là vị trí của ông bị lung lay dữ dội trước khi biến đổi trong quan hệ Việt-Trung. Cái tên Hoàng Văn Hoàng càng không đủ trình chung mâm với những nhân vật tầm cỡ như Trường Chinh hay Lê Duẩn. Việt Nam không phải là nơi Hoàng có thể phát triển sự nghiệp lên đến đỉnh cao, nên Hoàng đã quyết định trung tiến. Nhờ tình cảm thân thiện với Trung Quốc, ông Hoàng đã có thời Hoàng Kim chói lóa đầu tiên vào thập niên 1960. Có mối quan hệ với nước láng giềng, nên Hoàng vẫn là nhân vật quan trọng trong quan hệ Việt-Trung. Ví dụ năm 1969, chính ông đã giúp Hoàng tất cuộc đàm phán kéo dài và khó khăn quanh viện trợ kinh tế của Trung Quốc. Tháng 5 năm 1973, ông tiến hành hội đàm bí mật tại Bắc Kinh về vấn đề Campuchia. Năm 1974, Hoàng cùng Nguyễn Côn, bí thư Trung ương Đảng, đi Trung Quốc để chữa bệnh, nhưng có thể sứ mạng thực sự lại liên quan đến đàm phán biên giới Việt-Trung từ tháng 8 tới tháng 11 mà kết quả đã thất bại.
Năm 1979, khi xung đột Việt-Campuchia và Việt Trung lan rộng thành chiến tranh, vị trí của Hoàng càng trở nên bấp bênh. Sang tháng 7, ông quyết định đào tẩu, lấy cớ ra nước ngoài chữa bệnh. Ông đã xuống máy bay ở Pakistan và sang Trung Quốc, ở lại đó cho tới ngày qua đời năm 1991. Tại nhiều cuộc họp báo, Hoàng Văn Hoàng giải thích sự đào tẩu bằng cách nhấn mạnh ông đã từ lâu chống đối chính sách của Lê Duẩn, mà theo ông đã biến Việt Nam thành vệ tinh của Xô Viết, làm người Hoa bị phân biệt đối xử và dẫn tới việc chiếm đóng Campuchia. Nhưng những lời ngụy biện ấy, dù đúng hay sai, cũng chỉ làm rõ hơn hành vi chống phá chính phủ, sự đố kỵ nhỏ nhen của hắn với những người có cấp bậc cao hơn mình. Bỏ việc theo Trung, phản bội quốc gia, quay lưng lại chính đồng bào của mình đã biến Hoàng Văn Hoàng trở thành biểu tượng của sự phản bội, được nhiều sử gia so sánh với trường hợp của Lê Chiêu Thống. Nói một chút về vị vua bị gắn mác cổng rắn cắn gà nhà này, sau khi lật đổ họ Trịnh, anh em Tây Sơn giúp Lê Chiêu Thống được kế vị. Tuy vậy, Lê Chiêu Thống không đủ uy tín và tài năng để cai quản đất nước. Nguyễn Huệ vào Nam, Bắc Hà rơi vào loạn lạc, Lê Chiêu Thống phải dựa vào thế lực của Đinh Tích Nhưỡng và Nguyễn Hữu Chỉnh. Khi Nguyễn Hữu Chỉnh bị Vũ Văn Nhậm diệt, Lê Chiêu Thống bỏ chạy sang Quảng Tây, Trung Quốc, cầu cứu nhà Thanh. Cuối năm 1788, lợi dụng hành động rước voi dày mã tổ của vua tôi Lê Chiêu Thống, nhà Thanh phái tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị mang 290.000 quân xâm lược nước ta. Thực chất hai trường hợp này vừa giống nhưng cũng lại vừa khác. Lê Chiêu Thống là vì vô năng, bị Trung Quốc lợi dụng rồi coi khinh, nhận về cái kết bi thảm. Còn Hoàng Văn Hoàng thì chủ động phản bội tổ quốc khi cảm thấy tham vọng của mình không đạt được. Sang đến Trung Quốc, lại được trọng vọng vì sẵn sàng quay lưng phỉ báng quê hương của mình, nịnh bợ nước bạn. Thế nên khi Hoàng Văn Hoàng mất tại Bắc Kinh năm 1991, Trung Quốc tổ chức lễ tang cấp nhà nước dành cho ông, thi hài được chôn tại nghĩa trang Bác Bảo Sơn, nơi chôn cất các quan chức cao cấp của Trung Quốc. Theo di chúc, 1/3 trò hài cốt của ông để tại Bác Bảo Sơn, 1/3 trò hài cốt rắc xuống đầu nguồn sông Hồng ở Côn Minh, 1/3 trò hài cốt của ông đã được chuyển về quê ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Chắc hẳn Hoàng nơi chính suối cũng mỉm cười hạnh phúc vì được nước láng giềng nâng niu. Cũng may là con trai trưởng của ông là Hoàng Nhật Tân, sinh năm 1926, mất năm 2014, bút danh Hoàng Thanh Đạm, là nhà nghiên cứu sử học kiêm dịch giả khá thành công. Ông đã dịch một số cuốn sách tiêu biểu như Bàn về tinh thần pháp luật của Montesquieu và Bàn về khế ước xã hội của Jean-Jacques Rousseau, được nhà xuất bản lý luận chính trị xuất bản năm 2004. Quan trọng là con trai ông không theo Trung Quốc. Tội phản quốc khó dung tha, đáng lẽ đến tro cốt cũng không có cơ hội được đem về rác tại quê nhà. Nhưng Việt Nam từ xưa đến nay luôn nhiều nhân từ và bao dung, nên 1/3 tro cốt của Hoàng vẫn được đem về rắc trên mảnh đất quê bác. Hoàng không phải là không có công lao gì với cách mạng. Ngày trẻ, ông cũng là người có học, có lòng, có chí, có tài, nhưng nửa đời sau vì sai lệch trong tư tưởng, vì chạy theo những đam mê mưu quán mà ông đã có những hành động đi vào lòng đất. Dù là thời xưa hay thời nay, dù là vì bất cứ lý do nào, thì phản bội tổ quốc là tội không thể nào tha thứ. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng, nếu cảm thấy không cùng chỉ hướng có thể tách ra, nhưng nhất định không được phép bôi nhọ, phỉ báng nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu anh em yêu thích và ủng hộ Ngược Dòng Lịch Sử thì đừng quên like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.